Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá nhá. Em mới làm xong hơn một tạ mồi ủ mẻ mồi câu mùa hè cho các bác nhá. Khoảng 3 hôm nữa là các bác có thể đánh chép, chấm cỏ và đánh chép ok rồi này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ đặt hàng sớm nhá. Mồi răng trứng vi sinh, mồi ủ này thì trong vòng 15 ngày đổ lại, anh em đánh chép chấm lên cực mạnh luôn. Thời điểm đấy là anh em lấy hàng càng sớm càng tốt. Sau 10 năm thì anh em mà đánh chép đánh chấm thì lại phải pha chế thêm. Với đấy tốc độ lên men nó cao thì phải pha chế thêm. Còn sau 15 ngày anh em cứ lấy cái này về trộn thêm một gói chấm hoặc một gói chép để đánh thoải mái. Mồi có thể câu lục, câu đơn, câu đài, câu lăng xê đều được anh em nhé. Đây. Em vừa mới làm xong. Mồi thì thành phần các bác biết rồi, em làm theo bài số 2 cải tiến các bác nhé, bài số 2 cải tiến. Thành phần nó gia tăng thêm thành phần. Công làm cái mồi thực ra nó rất là mất thời gian và nhiều nguyên liệu. Thì cái này sao gọi là mồi lền vì anh em dùng để sử dụng phối với các loại mồi khác anh em nhé. Nên gọi là mồi lền, nó làm cái lền cốt cho anh em để anh em đánh. Về các bác có thể pha trộn thêm hoặc trộn thêm mồi bột vào đủ liều lượng nào có thể đánh thôi. Đây, mồi siêu trôi răng trường này, mồi số 4, câu trôi mè, số phi, nheo, lăng, cha chim anh em nhé. Đánh 4 buổi các bác nhé. Và hôm nay là buổi thứ 4 em test lại mồi cho bác. Lâu lắm rồi em mới đi săn trôi. Đấy. Mồi số 4 anh em. Răng trường phi sinh anh em nhé. Tí nữa về các bác sẽ được xem thành quả của em ở buổi thứ 4 này. Ở trong cái video này thì lâu lắm rồi em mới đi săn trôi lại. Trước em có sở thích săn trôi mà lâu rồi em mới quay lại săn trôi. Thì em đánh ở trong video này em tổng hợp cho anh em là 12 buổi liền tù tì em săn trôi. 12 buổi săn trôi thì chỉ có một buổi bị móm thôi. Đánh thông 12 buổi anh em nhá. Em đánh thông 12 buổi đấy. Chứ không phải là đánh được buổi xong lại móm buổi đâu. Em đánh thông 12 buổi. Các bạn nhớ 12 buổi nhưng mà em không đi liền tù tì 12 buổi mà cứ khoảng một vài ngày rảnh rảnh em đi một buổi. Và em câu có 5 tiếng các bác. Em câu có 5 tiếng. 1 ca các bác ấy. 1 ca các bác câu 5 tiếng, 4 đến 5 tiếng. Đánh trong vòng 12 buổi cho các bác nhá. 12 buổi thì tổng em nhớ không nhớ chính xác nhưng mà lên khoảng tầm gần 40 con trôi. Đấy, gần 40 con trôi. 12 buổi. Và em đi câu các bác, em câu cái đợt từ đợt dịch Covid nhá. Từ đợt chúng ta chống dịch Covid ấy, em câu cái hồ trong núi. Đấy, em câu 12 buổi này thì các bác nhớ là thời tiết lúc ấy nó đủ các loại kiểu thời tiết. Hôm thì nó rét, hôm thì nóng, hôm thì lạnh, hôm thì gió bắc, đủ các thời tiết luôn chứ không phải là một thời tiết luôn nha. Đấy, các bác xem lần lượt 12 buổi em đi tắt mồi cho các bác nhá. Em đánh lại mồi trôi thôi chứ cái mồi này ngày xưa em chuyên đánh trôi mà. Đánh gọi là mồi siêu trôi kết hợp với lại mồi ủ, mồi lên ủ. Đây, hôm nay tiếp tục đi test mồi siêu trôi cho anh em nhá. Được 4 trôi. Đây là một đống rô phi nhỉ này. Đây. Rô bàn tay xòe này. Rô bàn tay xòe này. Đây bên này là trôi anh em nhé. Đây trôi này. Tí về anh em nhìn sẽ rõ hơn các bác nhé. Em hết mồi rồi. Chuẩn bị về thôi. Hai quả nữa là cũng goodbye my love. Hôm nay cả đập có 5 bác câu nhá. 4 bác bên kia đánh nục. Đây.
một bác này, hai bác này, ba bác này, bốn bác nhá. Thông 4 buổi cho anh em nhé. Đánh thông 4 buổi nhá. Em đánh thông 3 buổi, còn 1 buổi thì em nghỉ, buổi sau em đánh tiếp này, buổi thứ tư này, cách 1 ngày này. Tí về các bác xem thành quả nhá. Nói chung là đi câu thì em sợ mưa nên không mang chân quay đi, không quay được. Hôm nào trời nó nắng ráo thì em sẽ mang chân quay đi, quay cho bác xem nhá. Ê, đàn cò này nhiều thế. Chà chà. Mấy chục con. Ê, đàn này kéo gần 100 con này. Ô, một đàn cò này. Ê, đàn cò to thế. Ê, này. Oai oai oai. Ui đàn kinh nhiều thế. Đàn kia thôi phải mấy chục con. Đây là buổi câu thứ nhất của em nhá, đi test mồi trôi các bác nhá. Đây là buổi thứ nhất em đi câu này. Buổi này thì em mới quay lại cái hồ đó câu. Lâu rồi em không câu nên là cũng không nắm được tình hình cá như nào. Đây vượt qua trông móm anh em nhé. Trời trông móm trông móm. Còn đây là buổi thứ hai nhé. Buổi thứ hai em đi test lại mồi trôi cho anh nhé. Buổi thứ hai. Đấy, câu buổi thứ hai này. Hôm nay lại chống dịch Covid thành công em nhé. Vẫn mồi siêu trôi. Ra trường phi sinh này. Siêu to siêu khổng lồ. Với tôi ở đây nó ít trôi nha. Ở đây nó ít trôi nên đánh được có hai con này. Trôi đến ít chứ nhiều em đánh bác đánh cả bao luôn ấy. Đánh tính bằng tạ nhưng mà tính bằng cân đâu. Nhưng mà ở đây bây giờ nó ít trôi đâu mẹ. Trôi ít nên được có hai con rồi này. Đấy. Đẹp trai nhất hồ. Đẹp trai nhất hồ các bác nha. Còn đây là buổi test mồi trôi lại cho bác nhá, đánh mồi trôi buổi thứ ba các nhá. Đấy, buổi thứ ba của em đây. Đây, mồi siêu trôi giang trường thôi nhá. Đánh thông 3 ngày luôn, hôm nay làm 4 em nữa. Đấy, tại sao gọi là mồi siêu trôi giang trường huyền thoại đấy các bác. Em đánh thông mấy ngày cho bác xem nhỉ. Em không khoái loại này, trôi đấy nó không có trôi to. Thì tầm biểu cân rưỡi đến 2 cân thôi. Đấy. Đây mồi siêu trôi giang trường các bác nhá. Đấy, em đánh buổi thứ tư các bác đây. Hôm nay là một con trôi củ to. Và ba con trôi bé bé tí nhưng mà cũng khá to đấy. Hôm nay toàn trôi to thôi. Đây rô phi đây anh em này. Đây rô phi các bác này. Bàn tay còn chưa hết các bác này. Bàn tay này, bàn tay xòe này. Rô phi bàn tay xòe các bác này. Đấy. Con này phải 7 lạng, 7-8 lạng các bác nhá. Đây, toàn loại to thôi. Đây này anh em nhìn này. To bằng bàn tay luôn. Mở giấy bịch. Đây, mồi siêu trôi giang trường anh em nhá. Mồi siêu trôi giang trường nhá. Rồi rồi, ok gấu. Mồi siêu trôi và rô phi trang trường nhá. Hôm nay đánh mồi đặc biệt. Còn đây là buổi câu thứ 5 của các bác nhá. Đây là buổi câu thứ 5 này. Câu trôi các bác nhá. Đấy, em đánh đến buổi thứ 5 này. Đấy, buổi thứ 5 thì vẫn tiếp tục lên 3 trôi các bác nhá. Đấy, chưa kể là bong. Đấy, buổi thứ 5 của em đây.
Còn đây là buổi câu trôi thứ 6 của em nhé các bác nhé. Đây là buổi thứ 6 này. Đấy, buổi thứ 6 vẫn lên 3 trôi. Đấy. Đánh đến buổi thứ 6 các bác nhé. Đấy. Em đánh đâu đó hơn chục buổi. Đây là buổi thứ 6. Còn đây là buổi thứ 7 các bác nhé. Buổi thứ 7 em lên 5 trôi. Em lên 5 trôi bong mất 4 con. Thì biết ba con là trôi, còn một con thì không biết là con gì. Đấy, có con trôi củ rất to luôn, bong mất, vẩy nó to bằng ngón chân cái. Đấy, thì buổi em được 5 trôi các bác nhá. Đấy. Đây là buổi thứ 7 các bác nhá, buổi thứ 7. Còn đây là buổi câu thứ 9. Đấy, em đánh thông đến 8 buổi, đến buổi thứ 9 bắt đầu bị móm trôi này. Buổi thứ 9 thì hôm đấy góc em đánh là trôi nó không ăn. Mà gần như là cả hồ hôm nay cái trôi nó không ăn. Thì hôm nay lên được gần chục con rô đấy mà. Gần chục con rô 5 đến 7 lạng. Đấy. Hôm nay thì móm mất trôi. Đấy, buổi thứ 9 các bác nhá. Còn đây là buổi thứ 10. Buổi thứ 10 thì cu em nó đi theo em. Hôm đấy thì thời tiết nó cũng ngô khoai sắn. Nhưng mà không móm. Được mỗi con trôi tầm 3kg thôi. Đấy, 3kg. Đấy, được mỗi con. Điều này cũng không móm, đánh đến buổi thứ 10 thôi nhá, đánh đến buổi thứ 10 đấy. Buổi thứ 12 này em đánh hai loại mồi các bác nhá. Đánh cả mồi trôi lẫn mồi chép. Đấy, mồi chép thì không nói, em không nói vì em video này em đang nói mồi trôi thôi. Mồi trôi thì em được 3 trôi. Một trôi trắng, hai trôi đỏ và bong mất độ 3 phát nữa. Khả năng cũng là trôi đỏ thôi. Đấy. Thì tổng chỉ được 3 thôi. Bong mất độ khoảng 3, được 3. Đấy, trong nó có một con trôi trắng củ này, tầm gần 4kg. Đấy, đây là hàng em đánh hàng tự nhiên các nhá, hàng gần như là hồ tự nhiên luôn. Gọi bán tự nhiên nhưng mà là hồ tự nhiên luôn, cái đập thủy lợi mà. Đây, mồi câu răng trường phi sinh nha anh em nhá. Đây, một câu răng trường phi sinh đây. Đây. Trôi củ anh em này. Đấy. Nay đóng 7 bong mất 2 được 5 anh em nhá. Có 2 con chép. Đây là buổi câu trôi thứ 11 đây anh em nhá. Đây buổi đánh thứ 11 của em đây.